Xin chào bà con nha. Hôm nay thì Út đang hiện tại đang ở Cư Cun của tỉnh Đắk Lắk hơn mọi người. Cư Cun nha. Cái tên nó cũng hơi khó đọc. Thì hiện tại là ở Đồng Nai, Út mọi thứ Út đã gần như là hoàn tất những cái việc mà Út đã đang thực hiện là chăn nuôi cũng như là làm trồng trọt mọi nữa. Mọi thứ đang đi vào dần hoạt động tốt rồi mọi người, cho nên là Út muốn đi tìm những cái vùng đất mới để mình có thể là mở mang tầm mắt cũng như là phát triển. Thì hiện tại là Út đang có hai vị trí, là một là Đắk Lắk, hai là Gia Lai. Thì hiện tại thì Út đang tiến về phía Đắk Lắk mọi người. Thì đây Út đang đi qua tại vì là Út lần đầu tiên mà lái xe để đi về phía Tây Nguyên, mà theo như mà Út mấy lần Út đi Tây Nguyên mà có người chở Út đi á, thì cái đường nó rất là ghê, rất là sợ luôn á. Thì là đường mà Út sợ nhất là cái đường thủy điện 4 mọi người, đập thủy điện 4 thì phải, đường Đồng Nai 2 á. Thì không ngờ là hôm qua là Út cũng đi trúng ngay cái đường đó luôn, nhưng mà may mắn là Út chọn cái giờ đi, là vì Út đi từ Đồng Nai là Út đi lui đi tới cái quên bằng lái là phải 5 giờ sáng mới xuất phát. Thì khi Út đi ngang qua đây, dạ, cái okay, cảnh này nè, Út thấy một cái là chắc là người dân người ta cũng đang bắt đầu hình thành cái trang trại của họ trên cái đường đi về Đắk Nông nha, Gia Nghĩa. Tính ra Đắk Nông dài ghê mọi người. Út đi qua cái đoạn đó là đoạn hình như là Út cũng không biết nữa, mà nó là cái đường Đồng Nai 2 mọi người, sạt lở nha, hiện tượng sạt lở trên đường đi có nhiều lắm, mà nó ngoằn ngoèo kinh khủng lắm mọi người. Nếu mà đi ban đêm là bà con mình tốt nhất là đừng có đi cái đường đèo đó nha. Cái đèo đồng đèo mà gọi là gì, Đồng Nai 2 thủy điện 4 á, là mọi bà con mình nếu mà mới hay là lạ hay là quen thì Út nghĩ cũng không nên đi ban đêm nha. Hiện tại thì ngay cái thời điểm này thì Út đã vô Đắk Nông rồi, mọi người đang đi về thị trấn Gia Nghĩa rồi. Thì Út muốn đi về khu vực miền Tây Nguyên của mình để xem, để coi thì Út muốn là làm tìm coi đất ở đây có cái nào mà cái giá nó tốt rẻ mà diện tích nhiều, đất đẹp. Đó, đây mọi người thấy cái gì không? Đây là thành phố Gia Nghĩa hay cái gì đây nè. Thành phố Gia Nghĩa của tỉnh Đắk Nông nha. Đó. Út muốn là mục đích Út lần này đi về Tây Nguyên, trong cái hành trình của mình thì Út sẽ đi chắc là cũng phải tầm trước mắt là đi 2 tháng á mọi người. Công việc ở trại ở Đồng Nai thì Út đã gần như là ổn định rồi, bây giờ thì Út đang đi lên Tây Nguyên để, và đặc biệt là Đắk Lắk, để Út tìm một cái vị trí nó thích hợp để Út có thể là chăn nuôi trồng trọt. Và mục đích là cũng tại vì bà con anh chị cô chú ở khu vực Tây Nguyên á muốn sử dụng cái nguồn nguyên liệu như là thức ăn chăn nuôi, mực rỉ đường, men hay là máy ép trứng. Mỗi lần Út vận chuyển đi cho bà con mình, cái tiền chi phí vận chuyển rất là cao, mà cái chi phí đó thì bà con mình phải gánh á. Cho nên là Út muốn thử coi lên đây xem, trước mắt là mình đi giống như dạng là tham khảo coi đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng này như nào. Mà khi mà Út quay trở lại đây mọi người, đây là ly cà phê đầu tiên mà khi Út đặt chân ở tới Đắk Minh, Đắk Nông nha. Ở cái khúc này thì Út đang ở đây rồi, Út đợi ông anh của Út, nhưng mà ông anh của Út đang đi cắt sầu riêng mọi người, cho nên là không có gặp được. Sau đó Út phải đi về Buôn Ma Thuột, sau đó đi về Buôn Ma Thuột là hiện tại cái chỗ đó mình mà chạy nhanh đang ở đây nè. Đó. Cho nên là Út quay trên cái đoạn đường đi cho bà con mình coi ha. Hiện tại thì ở khu vực Tây Nguyên và đặc biệt là Đắk Lắk nha, cái đường xá nó rất phát triển luôn. Út thấy là Út lên đây được 24 tiếng rồi đó. Mọi người đây cho mọi người xem nè. Đang đi thì trời đổ mưa mọi người. Cái đường nó rộng kinh khủng.
Không biết cái đường này là cái đường gì nhưng mà nó rất là rộng mọi người. Bồn Đó, ai binh. nói Tây Nguyên không phát triển thấp thì Nó ghê nối quá. nối nhau mà cái đường Xưa đi cái land của nó rất là gần. rộng, mọi người thấy cái đường ở giữa không? Cái chỗ cây phía giữa này nó tầm khoảng chắc phải Úc nghĩ chắc phải 10 12 mét á. Cho nên là cơ sở hạ tầng ở Đắk Lắk mình đang rất phát triển nha. Khi mà Úc tới nơi ở cái khu đó thì Úc đi vô trong mấy cái hẻm á thì đa số là đường bê tông đôi không ạ. Ở Đồng Nai chỗ Mỹ của Úc á, là đường bê tông là nó tầm khoảng 2 mét rưỡi lề cho tầm 3 mét rưỡi 4 mét thôi. Nhưng mà khi lên Đắk Lắk, đặc biệt là cái chỗ mà cư Kun đó, thì sau đường xã bây giờ đắp đổ bê tông rất là nhiều và chạy đường bằng cờ nhiều lắm. Ở cái này là buổi chiều sau khi mà Úc ngủ một đêm thì buổi chiều Úc đi đi ra cái chỗ mà thị trấn Phước An nha. Cái khu này cực kỳ sầm uất và gọi là nơi mà giao thương giữa các thương lái rồi các container sầu riêng rất nhiều luôn mọi người. Kẹt xe liên tục và kiểu đường mà đi về Đắk Lắk là bắn tốc độ và công an giao thông là phải ba bốn chốt nha mọi người. Cho nên là bà con mình mà đi từ hướng dưới Đồng Nai hay là các tỉnh khác mà đi về mà đi đi lên thì cái đoạn mà Đắk Nông giáp với Đắk Lắk á, là công an giao thông nhiều lắm. Mà cái gì ta? Cái tốc độ nó từ ví dụ đang 70 nha, nó xuống 50 nó xuống 40 luôn, rất khó chạy mà Út chạy bán tải cho nên là nhích một cái là nó bị lố mọi người. Nhưng mà tại vì mình lạ cho nên là Út chạy tầm 4 45 50 à. Không chạy được luôn, không dám chạy mọi người. Tại vì cái đường nó nhỏ mà lên là mình không có lấn qua được á. Rất là sợ luôn mọi người tại lạ. Khi Út lên tới đây là bị kiểm tra tại vì không đang chạy bình thường thôi, nhưng mà người ta kiểm tra kiểu giống như là nồng độ cồn với là bằng lái đồ á. Trên đường hẻm nhánh đường bê tông mà công an giao thông cũng kiểm tra luôn nha, chứng tỏ là Đắk Lắk bây giờ đang rất là phát triển của mọi người. Cơ sở hạ tầng mọi người thấy đây không? Đây là Út đang đi về, Út đi qua thử thị trấn Phước An thì phải. Thị trấn Phước An, cái tên khó đọc lắm mọi người. Cái gì Út nhớ rồi xong mà giờ chả nhớ nữa mà quên, nhớ đó rồi quên đó. Nhưng mà cái khu này á, là đi một lúc nữa là vô tới bên trong của nó rất là đông luôn, xe cộ y như thành phố luôn mọi người, đông nghẹt. Cái đường này là đường quốc lộ 26 thì phải, Út nhớ là cái đường Út đang chạy đây là quốc lộ 26 nha. Đông toàn là container mà cái đường là container với lại xe tải mà 3 giò 4 giò không à. Toàn chở sầu riêng mọi người ơi. Đó. Cho nên là Đắk Lắk là đây đây cho mọi người coi nè, xung quanh nè. Nó đó, mọi người thấy không? Trời ơi, nó bạt ngàn luôn bà con ơi. Lần đầu tiên Út Út được đi tới cái khu này luôn mọi người. Cho nên là Út đang tham khảo gọi là đất, thí dụ bà con nào mà ở khu vực Đắk Lắk đi. Đắk Lắk mà ở một là ở Cư Mờ Nga hả, hai là ở chỗ Cư Kun này á, mà có tầm cỡ chừng 2 héc đổ lại thôi nha mọi người. Đất nó đẹp mà đường xe tải vô là được, tại vì nhiều khi cần vận chuyển hàng hóa cho bà con mình á, đường bê tông hoặc là đường đá mi mọi người nha, chứ đường nhựa chắc là không có đủ điều kiện để mua. Thì có thể giới thiệu cho Út nha. Số điện thoại của Út là 0976629090 nha, 0976629090 nha.